Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Tính cách, sự nghiệp tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Người sinh năm 1972, mệnh Mộc, là người ham học hỏi, có tinh thần độc lập, cũng rất thân thiện và bác ái. Họ trung thực, là người đáng tin cậy, trong công việc có nhiều ý tưởng, có tầm nhìn xa, đầu óc tư duy nhanh nhạy, giỏi quan sát và có tinh thần cải cách, thay đổi. Đây là người rất linh hoạt, có khả năng tùy cơ ứng biến, nên có thể khắc phục nhiều khó khăn, trở ngại, dù có gặp nguy hiểm cũng không hề e sợ, mà quyết tâm đến cùng không bỏ cuộc. Họ bình tĩnh và tỉnh táo, có trực giác nhạy bén, có tầm nhìn xa cũng như sự tinh tế, mẫn cảm trong chuyện làm ăn. Họ có trí nhớ rất tốt, thích tìm tòi, học hỏi, khả năng phản biện cao. Trong công việc, họ là những con người hừng hực nhuệ khí, không ngừng tiến bộ mỗi ngày, song họ lại khá ôm đồm, tham vọng, làm được nhiều thứ nên khiến cho sức tập trung bị phân tán, phần nào ảnh hưởng đến công việc, nên tập trung làm tốt từng việc ở từng thời điểm thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Tuy nhiên, có một điểm nổi bật ở người sinh năm Nhâm Tý, đó là sự cẩn trọng. Dù làm bất cứ chuyện gì, họ cũng luôn xem xét kỹ càng, tính sẵn sàng mọi khả năng có thể xảy ra, như tìm ngay đường lui cho mình từ lúc mọi chuyện còn chưa bắt đầu. Điều này có những khi rất tốt, giúp họ tránh khỏi những thất bại hay nguy hiểm cận kề, nhưng đôi khi lại là viên đá cản đường, khiến họ e sợ tương lai và không dám tiến bước. Người này có tài kinh doanh, buôn bán, thích những thứ đẹp đẽ, hoa lệ, song rất hay thay đổi, không kiên định, tiền vận phải vất vả, bon chen, song khó giành được thành công. Tới trung vận, thái độ sống dần chững chạc hơn, tích cực làm việc, lại được quý nhân giúp đỡ nên có cơ hội phát triển sự nghiệp, phát huy tài năng kinh doanh, nhanh chóng thành công, làm nên cơ nghiệp. Họ là mẫu người giỏi lên kế hoạch, thích hợp với những công việc đòi hỏi tính tỉ mỉ và cần tích lũy kinh nghiệm. Ngoài việc kinh doanh thì họ có thể theo đuổi những nghề như kiến trúc sư, bác sĩ, biên kịch, nhà văn, nhà thơ, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, v.v.